Nay hai anh em mình đi núi lại nha anh em. Hả? Ừ. Hả? Nói trong cái máy nè, hử gì hử. Anh cu em nó phát hiện cây vú vé nè. Tàn nó bay với phải 2 mét mấy. Trái này nè. Wow. Trái này anh em mình ăn cực kỳ ngon nha. Trái vú vé này trời đang cái cây đang bay này luôn nè. Tàn bay nó vô góc nè, một cốt hai thằng. Nằm ở góc dưới bự lắm nha em, bay đẹp lắm. Trái này. Hai trái. Ê. Được tự nhiên cây được chùm chim gì. Cụ em đang ở nha anh em. Có ăn luôn không? Ngọt lực à. Bông á anh em. Mùa này vụ gì nó có bông có trái nó già coi đó. Anh em mình đào á, về trồng nó cũng dễ sống nha anh em ha. Cô em nó đang gọt cho nó trống ra nha anh em, tí nữa mình đào cốt chỗ đây nó như cổ chân nha anh em. Đó, nó lách xuống nó còn cái thằng này lên nó nằm sâu với cái trong cái gò. Đấy, cô em đang dọn con sơ sơ cái mình khẩy lên chú dễ thì nó đi rễ kém nhiều và đi rễ ngang là nhiều anh em, nó rễ cọc thì chứ rễ cọc nó không có sâu đâu. Ở bên kia là cái bụi chim chim, còn bên đây là cái vú vé. Kệ nó đứng đụng nó làm gì ảnh hưởng gì đâu, mình lấy cây lên đây đâu mà. Cái sơ sơ mình cuốc sơ sơ em lấy cái tem cứ cái lớp lá thì chỗ dọc tròn đủ khoảng 2-3 gang tay thôi là được rồi, đâu cần đâu rõ tím cái cây xí xí trên không chứ đâu, ý là mấy cây bò dưới đất á. Đúng rồi, cây sọn nó dễ, mình đào nó khỏi vướng tay gai rồi nó khỏi dính trúng chạy không cẩn thận nó hoặc trúng mà tay có đào gì. Đấy này. Bay to. Ông đào xong rồi tí lấy ra coi. Mời tao nói anh nha. Bấm cho thấy luôn. Để cái cốt lên rễ nó bay qua hướng rễ ngang đi ngang, chỗ này chắc có rễ nhiều lắm này, vậy tí nung lấy mũi về phá bầu rồi. Cầm bầu về cho thớn đều à. Cốt nó bay anh em, bình lách qua đây rồi, cái này nó kiểu bắt cầu nha anh em ha. Rễ kém quá trời luôn à. Rễ này anh em. Đó, cốt từ đây. Nó bắt cầu nó bò vào kia. Bò rồi ha. Thần to lắm nha anh em. Hai thần nó lắc bắt cầu ở đây. Rễ quá trời rễ luôn. Tí nữa mình sẽ cưa ngắn ra nha anh em. Cưa ngắn ra thôi. Còn thân cao đây kệ nó lên cao tại thân này nó thẳng quá. Cao lúc trên kia phải 2 mét. Còn thân bắt cầu nó bay qua bên kia cũng phải 2 mét. Mình gọt lại tầm có 1 mét là đẹp anh em. Đó, tay càng nó bay này. Nó lắc lại cành đợi nè. Rất là duyên luôn. Sâu sâu xuống chứ. Trúng rồi. Đó, bên kia nó lắc rất là duyên luôn anh em ha. Lắc phải nói rất là đẹp. Giờ nó đang đào
không thấy được nha anh em. Tí nữa cây lên rồi tỉa gọt hết rồi mình quay cho anh em mình xem. Cây rất là hay nha, cây dưới dĩa này rất là hay. Rồi lên rồi nha anh em, cây này độ tuổi phải kinh điển. Ủa, hãy kể vô rớt cái rễ cám hết rồi thì rễ gì đâu không chứ cứt cám nữa. Thằng nó ngã nó bay xuống anh em thấy nó lắc không? Ui, đó. Cái này về trồng dán bay bay hay anh em mình dựng lên cũng được nha. Ồ, dựng lên làm dán trực đi. Cốt hai thân. Hay hơn hay đuôi à. Đó. Dán bay cầu, không đẹp đâu. Nó cầu rễ nè anh em thấy không? Xẻ hết ra luôn đi. Giữ làm gì đó. Nặng bầu cũng được. Wow. Bộ rễ này anh em. Ui xa. Rồi, chọn tàn này đem ra. Chọn tầm để lại còn 1 mét thôi. Coi đây, cương. Để lại cái hàng rào cho người ta. Cương ngược lại cho nó rít rồi. Cây cực kỳ hay nha anh em ơi. Đó. Mùa nay mà kiếm những cây vũ dễ như thế này thật sự khó khó nha. Cao cao một xíu để tí nó sửa lại xong. Đúng rồi. Rồi cuối cùng cây cũng đã lên. Bộ đế nó bắt cầu anh em thấy không? Hai thân nha, thân nào cũng như cổ chân hết nha anh em. Thằng dưới thằng trên nè. Ra ngoài cương xíu kéo ra đi kệ nó, để cái hàng rào đó. Rớt xuống cái che hết à anh em lại. Rồi sẽ kéo ra đã nha anh em ha. Đó, nãy giờ mình nằm ghê mình ở quay là mình ngồi hướng ngoài anh em, còn hướng trong này, cái mặt trong này. Anh em nhìn này. Không? Bộ rễ nó bắt cầu anh em thấy không? Liên lạc cốt nha. Đó. Rễ qua nè, rễ cọc nó dài. Cắt bớt còn nè anh em ha. Còn lại trên đây rễ này. Ui. Đó, rễ xuống bắt cầu nè, bắt cầu đây nè. Đó, thân lớn này, hai thân lớn này. Thân này nha. Còn một thân này nó bay kia, tàn bộ tàn nó bay nè, anh em thấy không? Đó. Ok chưa? Anh em mình đào là trúng chỗ mấy anh em này. Trúng cái chỗ đây người ta đang làm xây dựng nha, xây dựng nha anh em ha, nên là có tiếng ồn. Tiếng nó ra bưng lên mình toàn sẽ ra ngoài kia một xíu toàn quay nó tắt cái tiếng ồn cho anh em mình xem. Chú, đó, cô em nó dọn tàn uy bài luôn, dọn tầm khoảng 1 mét là đẹp luôn nè. Về trồng bắt cầu dẫn bay. Đâu, chọn mấy cái tàn nhỏ nhỏ kéo ra được đâu. Rồi, kéo ra nha anh em. Kéo ra rồi, còn quay cho anh em mình xem nha. Dừng, dừng, dừng lên, coi thôi. Đó, nó cao nè anh em. Nó cao phải 2 mét, mấy 3 mét á. Nhưng mà nó ngã, nó nằm bay, bay bắt cầu. Giờ anh em mình dọn xuống còn khoảng 1 mét là được. Ok, chờ mình tí nha. Đó, nó lên dán rồi nè anh em. Đó, mình cột gom tàn lại nè. Rồi, cưa đi, cưa đi, cưa cái... Cưa thấp thấp vậy đi. Cưa đấy cũng được. Đó, bộ đế nó nha anh em. Thân to ghê lắm nha anh em. Đế bắt cầu nè. Mình đang giữ cho anh em nó cưa nha. Cưa xong rồi mình quay cho anh em mình xem nha. Em bê lên đi. Ui, nó đứng nha anh em. Đây mình cột xu mình ràng á nha anh em cho nó gọn á. Nó bắt cầu quay vậy nó bay lên nè. Đây mình cột xu sơ mình giữ hai nhánh này. Còn thằng này chắc mình dựng dựng ngọn này, nhánh này mình dựng ngọn nha anh em. Không mà dựng ngọn chỗ đây nè. Đưa đây thắt xuống đây. Tay đây giữ luôn. Rồi nứt về đây phát nữa. Rồi. Bài. Thôi. Rút quân. Bye bye anh em nha. Rồi.
một buổi chiều mới được có một cây, anh em đi tìm tiếp thôi. Vô mùa hè rồi anh em nghe tiếng gì kêu chưa? Đây, một em chú dê bay để ra nha anh em. Anh em đi tiếp tục đi thôi. Thôi, để nó tính sơ, tí về chồng tính sơ. Đây này là cái chim chim nè anh em. Đây là đó đang mùa bông này. Mùa bông trái đang già tay cành này. Anh em mình đào mấy cây này nó sẽ dễ sống nha. Mùa này đào dễ sống. Cây này nó dạng cốt anh em, nó dạng cốt đây luôn, cốt này lực không biết, cốt trần rễ chỗ này như cổ tay này nè, trên nó, cái đoạn nó cao lên như nó nhỏ chứ mà dưới là nó như cổ tay, anh em mình về làm dân thú hoặc là dân trực lét cũng được nè. Tí nữa mình sẽ lấy ở đây nha anh em. Này là cái ngâu, dần ngâu nó khó sống. Cái ngâu này nó lắc cũng duyên lắm anh em. Nhìn thấy cái ngâu nó lắc không? Lắc này. Lắc cái đế để nó nằm nổ lên này. Cũng hay nha anh em. Dần ngâu là hơi khó sống. Thằng ngâu với đào bầu. Ngâu này nó có hai loại, là bông là trái. Không biết cây này trái, nếu trái thì đào chơi một bông này. Bông thì bông vàng vàng. Cái tí nữa anh em mình đào ở đây nha anh em ha. Rồi, tiếp tục đi thôi. Cụ em mới đi nhanh quá. Đây là đang trong rừng keo của người ta nha anh em. Chim vú rễ vú dễ thì thường nó nằm ở những cái bờ rào. Những cây to như lúc nãy á, thường cây nó sẽ rất là lâu năm nha anh em. Táo gò này, dòng này dòng táo gò này, trái ăn rất là ngon nha nè, đều nó gai quá. Đó, cái lá vú dễ nằm ở dưới bụi thôi, nhưng mà tàn nó thấp á, rất là khó có cây to. Kiếm mấy cái tàn mà nó cao cao tầm 2-3 mét thì dưới gốc nó to lắm nha nè. Ông nào vậy? Cụ em đi lạc mất rồi anh em ơi. Nó hú bên kia. Mình tắt camera xíu đi tìm nó nha anh em. Lạc nó rồi, không thấy nó đâu hết. Đào chim mini lúc nãy nha anh em. Ở đây thì nhỏ đều chơi vui thôi. Muốn nó sống anh em thích thì cho lưu luôn. Chim. Cái bông nó hồng hồng dài dài, cái trái nó đỏ đỏ nha anh em. Trái nó đây, cho anh em xem trái này. Trong lúc quay cho anh em xem trái tím nữa. Quay nó lái cây lên nè. Quay cây luôn là vừa. Trái này mình thấy trái nó rồi rồi. Đây. Trái ăn rất là ngọt nha anh em. Không phải gì ở đâu. Cái dòng này chim nó ghiền lắm. Ui. Rất là đẹp luôn nha anh em. Không đẹp không lấy tiền. Rồi, quay lại cho cũ cho. Coi Mr. Quyền lấy cài lên thế nào. Chào cũ trồng rồi xong rồi. Ông bạch ăn miếng cho chim à? Ngọt. Ngọt không? Ngọt. Dài chứ sao mà chim nó không ghiền. Ngừ còn ghiền mà nó tới chim. Trái vú dễ thì nó to trái thôi. Chim thì nó nhỏ trái thôi. Chim nào? Chim đây. Đây.
cúng gì vậy? Cuốc đấy cái cách ngang ấy, làm cây mini rồi. Dễ chiều này hai cây về. Rễ đi qua đó nữa Phân. Chạy chứ vớt bầu ra coi chứ nó viền lắm đó nha quỳ. Cái chê nó nhỏ. Còn rễ cọc nữa. Thấy vừa vừa ngang luôn trên khúc này vô bắt đầu co đấy. Tập bể đầu đất đấy, rồi đất đấy rồi nhìn. Ừ, ăn đi. Lấy búa mình đập rồi mình phát. Bể cái bầu đất đây. Má nhỏ thằng bò hái ăn no quá. Thằng bò anh em nhớ xa quê. Anh em nhớ xa quê. Nhớ xa quê về ăn ăn. Xa quê rồi nhớ là chim mũi dĩa này mua ít coi măng gì còn. Đấy cười cười quê. Cười khúc trên ngay cho bắt đầu ngay cho bắt lát. Ui dù rễ nó. Lạc lại coi. Đó, nó lắc ghê cho, không, nó lắc cái cò này nè, cưa ngang đây. Cưa ngang mà mốt nuôi có coi trật lắc. Đi bài với giỡn này nè. Cao một xíu, đúng rồi. Lỡ nó trừ hao. Trừ hao nước mầm mà sau này xử lý lại. Nãy Quy nó kêu cây đây nhỏ quá, nó không lái anh em. Nó hồi giờ nó không thích lấy mấy cây nhỏ. Đó, anh em mình thấy nó lên nhìn bộ rễ nó chưa? Đó, rễ nó nè, cái cám nó nè, nằm tha, cái cò lắc nó nè, lắc ngang gốc, lắc rất là duyên luôn. Mà qua đây nó có một bộ tàn nhỏ nè mọi người, lót lại lắc nè. Rễ cám nó nè, nằm tha, cây dài mà mới gì đâu, còn sống gồm chậu mini nó ra cái trái đỏ đỏ. Đó, anh em thấy cái đồ lắc nó chưa? Đó, tí nhỏ không thèm anh. Không, không, được hai cây. Một cái chim chim, một cái dĩa bự. Tiếp tục hành trình trên đường đi. Có gì lấy nói nha anh em ha. Thôi, về thôi anh em ơi. Cô em nó giác cái cây nó thở rồi. Hết slow kìa. Giác cái cây nó thở rồi kìa. Chiều đào mấy cây mà chiều sẫm rồi. Đi vô đi. Dắt cái cây vô dĩa. Hôm nay là được một cây vô dĩa, một cây chim chim. Nhưng mà cũng chiều rồi. Do anh em mình đi muộn. 3 giờ chiều anh em mình mới đi. Đó. Băng hết 2-3 cái 5-6 cái ruộng. Thế giờ vô 2-3 đám đậu mè bắt đầu về. Đó, cô em đi xa rồi đấy. Không còn ghiền nó quay lại nữa kìa. Đi đi đi. Em nói về vườn rồi nha anh em. Tỉa gọt. Nữa là về rồi mai mốt xử lý lại thế sao nha anh em. Để coi nuôi nó sống khỏe rồi mình làm thế lại. Này cũng chưa biết cái thế nó sao nha anh em. Còn để trên cao tàn tự nhiên. Cưa này sâu nó sống, cưa này giờ đang mình để trừ hao nha anh em, cưa bỏ đã đi. Đây bản chất lúc đầu nó là cái ngọn này. Nhưng giờ mình dựng lại mình kiếm ngọn hướng khác. Tại cái tàn sâu nó lắc đẹp quá. Nên là mình phải kiếm ngọn hướng khác nha anh em. Bỏ tàn sâu thì uống. Thôi, về thôi anh em. Bye bye, chào anh em nha. Mình kết thúc video cho hôm nay nha anh em á. Hôm nay được một tác phẩm vui vẻ. Rất là đẹp. Chân rễ bắt cầu. Quốc hai thân dưới gốc. Hai tàng bay lên trên. Nhìn rất là hay luôn.